Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cả gia đình Rami đi đi phượt các bạn ơi. Phải đi phượt nhưng mà đi về quê ngoại của Rami. Nên là đi ngang cái đoạn đường này đi về Dầu Tiếng các bạn. Đoạn đường này rất đẹp nên là quay cho các bạn xem rõ. Đường là hai bên là trồng nhiều cao su lắm. Đường rất là đẹp mà suông nó ít xe. Hôm nay sẵn tiện mình đi về quê bà ngoại của Trà My ở Tây Ninh, là mình đi từ Dầu Tiếng lên. Giờ xíu nữa mình có đi ngang hồ Dầu Tiếng các bạn, nên là mình quyết định sẽ ghé qua hồ Dầu Tiếng để chơi chút xíu. Tại vì hồ Dầu Tiếng mùa này á, mùa nắng nè, nên là nước nó cạn xuống nhiều, nên là nó sẽ lội lên những cái bãi cát nhìn rất là giống biển luôn. Có lần trước mình đi là ở hồ Dầu Tiếng các bạn, có làm một cái clip ở hồ Dầu Tiếng đẹp lắm, nhưng mà cái chỗ đó thì nó cũng chưa giống biển lắm nữa. Tại vì cái chỗ đó nó bị đất chứ không phải bị cát. Hôm nay mình phát hiện thêm cái chỗ này nữa là nó có bãi cát đẹp lắm. Xíu nữa ghé đó quay cho các bạn xem luôn. Bây giờ lộn đường mình đi từ Dầu Tiếng lên nha. Mày ngủ hết rồi. Mày ngủ rồi hết. Mày ham vui đâu có ngủ. Sáng mới cắt hôm xong, sáng mới cắt hôm xong các bạn, hôm xong giờ cái mình đi chơi nay hết. Thấy không? Có cái trò nay hết nghiệp ở nhà ăn chứ chơi không các bạn ơi. Các bạn, chỗ này nhìn y như biển luôn nè, nó có bãi cát, xa xa bên kia là bến bờ mênh mông không thấy gì hết. Ở đây cũng có mấy người đi câu cá nè. Cái này bãi cát là nhìn y như biển luôn, cái này có sóng nữa là y như biển luôn. Bữa nào chiều chiều mát mát lên đây tắm là hợp lý. Không? Có con chim chép á. Ở dưới cát á. Ở Trà My đừng xuống nữa con sông á.
nên là có mưa mấy cây rồi nên là nước nó dâng lên hơi cao nè, chứ một lần lạnh sao thì kia lắm, nhìn rất giống biển luôn. Nắng quá, nay tiện đường ghé đây thôi chứ đúng ra phải đi buổi chiều mới lên đây tắm hợp lý, mát. Ừ, con nói con gì biết không? Hả? Chép hả? Thôi giờ đi lên thôi. Giờ nắng quá rồi. Nắng quá với lại người ta đang câu cá cũng nhiều nên là không có tắm được. Đây mưa mấy cây nè nên là nước nó dồn xuống. Nó nhiều nước rồi chứ một lần là nó bãi lên cao lắm. Chỗ này phải đi nhóm, đông đông người ở đây cắm trại rồi vui. Tới nhà của bà ngoại Tùng My các bạn ơi. Quẹo vô đây. Ây da. Đây trưa nắng quá. Rồi này nắng. Qua một cái cầu nhỏ này, cái kinh hả? Ủa sao nó ít vậy? Ây da. Bự dữ vậy ta. Tre bự lên. Rồi tới nhà.
nhà bà nội cũng cùng đường. Né né nó chạy cái xe qua đó. Mất tới.